Và đối với dòng lăn rừng ngày hôm nay thì em sẽ bán lẻ các bác nhé. Tức là đơn giá em báo là báo theo kg. Còn các bác có thể mua số lượng từ 3 lạng, ít nhất là 3 lạng một loại. Có thể mua nửa cân, một cân tùy thích. Và em sẽ báo giá cho các bác từng loại như sau ạ. Về cũng khá là đầy đủ và nhà em sẽ cập nhật nhiều loại mặt hàng hơn trong thời gian sắp tới. Đầu tiên thì đó là kiều tím. Nói chung là hàng lan rừng như bây giờ các bác biết rồi. Dịch giã rồi là dân người ta đi khai thác nó cũng hạn chế hơn. Nên hàng hóa về nó cũng sẽ không được đều đặn. Mỗi lần về nó cũng chỉ được ít ít thôi. Kiều tím mọi năm đầu xuân là rất là nhiều. Nhưng năm nay các bác về nó chỉ là nhỏ lẻ như vậy thôi ạ. Kiều tím em bán là 380.000 một cân nhé. Và 38.000 một lạng. Lá của nó dày. Đấy, dòng kiều tím ạ. 380.000 một cân. Tiếp theo là hoàng thảo kèn. Kèn này là kèn vườn. Hàng kèn vườn này thì chuẩn hoa các bác luôn. Đây, sổ ra một bông hoa tím đậm này. Đấy, chuẩn hoa kèn các bác nhé. Hàng này bảo hành mặt hoa cho các bác. Hoa tím rất là đẹp. Hiện tại thì cây của nó đang rất là nhiều nụ hoa. Tuy nhiên thì do hàng vận chuyển nên không tránh khỏi là một số cây nó sẽ hơi bị gập đầu ngọn một chút xíu. Bởi vì thân nó càng dài càng khó giữ trong quá trình vận chuyển. Nhưng mà hàng chủ yếu thứ nhất là các bác về vẫn chơi được mặt hoa. Thứ hai là mình nuôi những cái mầm gốc này. Kèn như mọi năm thì những cái hàng này nó phải rơi tầm gần 1 triệu một cân. Nhưng năm nay đầu xuân thì lấy được cái lô hàng giá rẻ thì chỉ có 55.000 một lạng thôi. Các bác có thể mua được vài lạng. Dòng kèn ạ. Dòng kèn này là kèn vườn nhưng cái độ tím của nó cũng không kém gì kèn Lai Châu đâu. Đấy, độ tím của nó cũng đứng thứ hai so với dòng kèn Lai Châu như cái mặt hoa vừa rồi sổ ạ. 550.000 một cân và 55.000 một lạng nhé. Mình có thể mua từ 3 lạng. Tiếp theo là hoàng lạp. Ngày hôm nay hoàng lạp về thì khá là đẹp này. Đây có cả những khóm cả dề này. Đấy. Đẹp lắm mọi người ơi, tươi mướt. Hoàng lạp thì em bán là 140.000 một cân và 50.000 một bó. Hàng tươi mới về. Hoàng thảo ý ngọc. Dòng hoàng thảo ý ngọc này thì cây của nó hiện tại vừa qua mùa hoa. Dòng này thì bây giờ bắt đầu là đơm lên những cái mầm gốc rất là xinh các bác nhé. Ý ngọc, hoa của nó màu trắng và họng tím rất là siêng hoa. Em bán là 170.000 một cân. 170.000 một cân ý ngọc và 50.000 một bó. Kiều vàng thì về có một chút xíu thôi. Cũng không có nhiều. Nó thành từng khóm như vậy này. Kiều vàng cái mắt nụ của nó đang sưng khá là rõ. Đấy. Kiều vàng xanh tươi mướt đẹp. 200.000 đồng một cân. Hàng này, lô này là cây của nó còn mướt bởi vì có nhiều lô kiều vàng ấy. Cái thân của nó rất là gầy guộc và nó mất nước rất là nhiều, nó xấu hơn. Nhưng lô này thì khá là ưng ý. Có cả thân dài, cả thân lùn này. 200.000 một cân và 50.000 một bó. Sơn Thủy Tiên ạ. Cái hoàng lạp Sơn Thủy Tiên nó khác nhau nhá. Sơn Thủy Tiên thường là củ dành nó sẽ mập, nó tròn hơn. Còn hoàng lạp thì thường nó dài và cái khía của nó sẽ mỏng hơn. Đây Sơn Thủy Tiên, cái lô này là Sơn Thủy Tiên hàng Tây Bắc. Rất là đẹp. Hàng Tây Bắc này, từng khóm, từng rề. Có cả những củ chip chip để các bác về ghép thì được dựa nhiều mầm lắm. Hoa màu vàng rất là xinh. Sơn Thủy Tiên hoa vàng 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Báo hỷ ạ, lan báo hỷ. Dòng lan báo hiệu mùa xuân về với đầu hoa của nó màu tím đậm. Báo hỷ mùa này thì bây giờ cũng đang hoa hoặc là sắp tàn hoa. Đấy, nó từng khóm, nó đang xuống lá. Riêng dòng này thì bản chất là hàng để thân già nó vẫn cho hoa như bình thường. Báo hỷ 130.000 một cân và 50.000 một bó nhé. Kiều vuông cánh trắng ạ. Dòng thủy tiên cánh trắng này hôm nay về thì cũng có nhiều cây nó có khóm. Đầu xuân thì mình làm giống thôi. Bởi vì cái hoa của nó thì nó vừa rồi cũng qua ra một vài đợt hoa. Lô hôm nay thì khá là tươi. Hàng rừng thì nó có cả thân tơ và thân già như thế này. Em có cả hàng thuần nữa. Loại này thì em bán là 240 một cân và 50.000 một bó ạ. Tiếp đến một cái lô hàng đùi gà dẹt về rất là đẹp. Mùa này là mùa gà dẹt đang nụ hoa. Đây những cái nụ hoa của gà dẹt đang lên này. Gà dẹt này là gà dẹt vùng Thanh Hóa các bác nhé. Hàng gà dẹt Thanh Hóa thì rất là nổi tiếng. Hoa của nó màu tím đậm rất là đẹp. Và gà dẹt ngày hôm nay nó cũng theo từng khóm từng khóm. Cái nụ của nó đang sưng lên. Hàng rừng thì vận chuyển như này cũng thể là nó sẽ không được bảo toàn được hết 100%. Nhưng hàng về thì rất là tươi, đẹp. Gà dẹt hàng đẹp này thì em bán là 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó ạ. Hoàng thảo đùi gà dẹt.
Tiếp theo là kim điệp xuân hay là kim điệp giấy. Và có cả kim điệp nhựa nhé. Để em phân tích và giới thiệu cho các bác, phân chia làm hai loại. Kim điệp xuân này hoa màu vàng. Và thời điểm này thì cái kim điệp xuân cũng đang nhú vòi nụ này. Đấy. Hôm nay kim điệp xuân thì khá là nhiều rề, nhiều khóm. Hầu như toàn rề nhiều thôi mọi người ơi. Rề nhiều lắm ạ. Kim điệp xuân em bán là 150.000 một ký và 50.000 một bó. Còn đây là kim điệp nhựa hay là kim điệp sáp. Hoa của nó màu vàng, cánh sáp và độ bền hoa rất là cao. Mà dòng này thì thơm nức mũi nhá. Độ bền phải từ 45 đến 60 ngày cơ. Nó theo từng khóm như thế này. Đây là kim điệp sáp. Đây cũng nhiều khóm rề to. Ui, nhiều cây đang có nụ này. Thân già loại này vẫn nụ hoa như bình thường. Đây có cả những cái khóm vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh. Kim điệp nhựa lô đợt này thân mập đẹp và đảm bảo các bác là rất là ưng ý. 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Lan Hải Yến ạ. Hải Yến lô đợt này cây rất là tươi. Em tham khảo nhiều shop thì người ta bán cái Hải Yến nhiều cây của nó không được tức là không được xếp như thế này đâu. Và thứ hai là lá của nó bị mất nước rất là nhiều. Nhưng mà đảm bảo các bác là cái lô hàng này không làm các bác thất vọng. Này, cây xếp mà rất là đều cây các bác nhé. Hải Yến lô đợt này quá là tuyệt vời. Với giá 150.000 một cân và 50.000 một bó. 150.000 một cân. Tiếp đến là tam bộ sắc lá xếp. Lá xếp thì nó sẽ có nhiều loại. Lá xếp kiểu như là lá xếp mỏng và lá xếp kiểu dày dày. Thì các bác nhìn thấy cây của nó thì dòng tam bộ sắc lá xếp thường nó sẽ không to. Không to khủng đâu, nhưng mà cây của nó vừa vừa thôi. Nhưng dòng lá xếp này lá xếp dày nhá. Sờ cái bản lá nó cứng gáp này, nó mềm mượt này, rất là đẹp. Đây là cả cái lô hàng tam màu sắc lá xếp. Bình thường cái hàng lá xếp rất hạn chế về. Đó. Dày cộp luôn. Nó chung là có cả cây chung và cây bé. Hàng này em xin phép bán 200.000 đồng một cân nhá. Hàng lá xếp. Hàng lá xếp nhập vào nó rất là cao. Mà bán giá các bác thì nó chênh sang cái hàng lá lướt nó cũng không đáng kể là bao nhiêu cả. Đấy, một bó nha, rất là xinh. Giá là 200.000 đồng một cân. Các bác phải lưu ý nhé. Có rất là nhiều loại lá xếp. Nhưng mà cái bản lá này, sờ cái bản lá nó khác. Cái chất lá nó đã khác rồi. Khi cây nó lớn lên thì nó sẽ đẹp. Nó chuẩn hơn. Riêng dòng hàng dáng hương mình chơi cái hàng lá xếp, nó đẹp cây và dòng dáng hương tam màu sắc là dòng hoa siêu thơm ạ. Và hôm nay thì về cùng lô hàng cân thì có một cái dòng hàng rất là đặc biệt. Thực ra cái dòng hàng này thì nó cũng là thuộc là dòng hàng hiếm trên thị trường. Và hiện tại thì cũng có lác đác một số shop đang bán thôi. Và hôm nay thì rất là may mắn thì em đã cũng tìm được một cái lô hàng mà dân người ta khai thác về. Đó chính là lan cành dao. Các bác search ở trên Google hoặc là search trên mạng ạ. Hiện tại thì cái loại này cũng là trong cái dòng hàng mà được khá là nhiều người săn đón. Thời gian nở hoa của nó thì rơi tầm 1 đến 2 tháng nữa là bắt đầu ra hoa nhé. Và tại sao cái dòng hàng này nó hiếm? Bởi vì thực ra này, tất cả dòng hàng kg mà em vừa giới thiệu ấy thì nó rất là đa dạng và nó thông thường rồi. Riêng hàng này thì nó từ trước đến giờ và đây cũng là lần đầu tiên em bán. Mà cái lan cành dao này thì em xin đi qua một số những thông tin chi tiết để các bác có thể là nắm rõ và rõ ràng hơn. Lan cành dao này thì dòng này thì nó như là dòng bờ rào, trồng bờ rào ạ. Vậy thì nó rất là dễ trồng. Riêng độ khuôn hoa của nó thì bông nó rất là to, rất là xinh. Đấy, đây là cây cành dao mà khách hàng. Có một khách hàng trước đó người ta hỏi cái mặt hàng lan này và gửi cho em cái hình ảnh này, nhưng thời điểm đấy là em chưa có. Và tìm rất là nhiều mối dân người ta chưa đi khai thác được cái dòng lan cành dao. Bông hoa của nó to, sai hoa. Và riêng dòng này ăn nắng cực kỳ nhá. Ăn nắng rất là nhiều. Và càng ra nắng, ăn nắng nhiều thì hoa nó nở càng rực rỡ và càng nhiều hoa. Đây là bông hoa của nó đây. Rất là sai hoa. Không nghĩ là một số những cái cành khô như thế này, những cái cành mà rất là sơ xác trơ trọi như này lại tạo ra những bông hoa rất là to và đẹp. Đấy, bông hoa của nó này, khuôn bông rất là to mọi người. Đấy, khuôn bông to và bông hoa của nó này, sai hoa rất là đẹp nhé mọi người nhé. Lan cành dao, hàng này thì nhập nó hơi đắt nên là chia sẻ giống cho mọi người, thì mỗi người sẽ em chia sẻ tầm khoảng từng bó một để đủ các bác về một giò. Đấy, như một giò này các bác về trồng chỉ thời gian ngắn thôi, nó đẻ rất là nhanh. Nhớ là đẻ rất là nhanh nhá. Cái này chỉ buộc không vào cây thôi, nó cũng phát triển, nó giống như những cái dòng phượng vĩ đấy. Càng ăn nắng và buộc rất là đơn giản nhưng cây của nó vẫn phát triển rất là khỏe. Và hôm nay thì em chia phần cho các bác để mỗi bác thì có thể sở hữu một phần, trồng đủ thành một giò đẹp.
người ta trồng ở ban công này, thường ở những khu vực đấy nó có nắng rất là nhiều. Và một lô như vậy nó rơi tầm khoảng 12 cành các bác nhá. 12 cành. Em đã cân đối hết trong một lô 12 cành như thế này. Và cây của nó đây. Từng cành như vậy về các bác dâm buộc vào cây hoặc là các bác trồng trong chậu đều đẹp. Thực ra thì có thể trồng được 2 chậu. Tầm 12 cành như thế này, một lô rất là đẹp như vậy. Em bán với giá là 100.000 thôi. 100.000 một lô 12 cành, cành dao. Giá rất là rẻ và rất là yêu thương. Số lượng thì cũng hơi có hạn nên là hàng này hàng sưu tầm. Đấy, em có tầm khoảng hơn chục combo thôi ạ. Thì chia mỗi phần như thế. Đấy, 100.000 một phần như thế này các bác nhé. Cái này thì về các bác dâm xuống nó sẽ lên rễ. Và thời gian sắp tới nó sẽ cho hoa, nhớ là cho nó ăn nắng thật nhiều ạ. 100.000 một combo một phần hoa lan cành dao, rất là đẹp, hàng độc lạ. Dáng hương đuôi sóc ạ. Lại một cái lô hàng quá là mượt mà. Nói chung là khai sân cái lô ngày hôm nay hàng kg thì không thể chê được một cái lô hàng nào mọi người ạ. Cây to, đều, đẹp. Và đảm bảo các bác là các bác cứ tham khảo đi. Có lô hàng như vậy thì rất là hiếm khi mới có ạ. Dáng hương đuôi sóc nhá. Bây giờ hiện tại một số cây thì đang chuẩn bị đơm ra một số mắt nụ. Đó, sóc mùa này là mùa xuân. Đây, cây trên, cây dưới y hệt như nhau và cây rất là tươi. Nhiều lô hàng bây giờ hiện tại hàng về nó trong tình trạng lá héo, mất nước. Nhưng cái lô hàng này các bác nhìn chất lượng cây thì đảm bảo các bác là rất là tuyệt. Đấy, sóc tím nhá. Giá là 150.000 một ký. Sóc lá xếp, cắt tỉa rễ gọn gàng, sạch sẽ, về chỉ ngâm cái rễ và ghép thôi. Còn bên đây thì có một cái dòng hàng khá là hiếm, đó chính là hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng, hoa màu vàng này. Rất là xinh. Đấy, các bác nhìn này, cái khóm của nó bé xíu thôi lại cho ra bông, ba bông hoa rất là đẹp. Hoa màu vàng, lông trắng là thuộc dòng hàng hiếm. Cái thân của nó thì nó có hơi chút lông. Đấy, nó thành từng khóm nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Và lông trắng này thì em bán theo lạng nhá. 50.000 một lạng. Các bác có thể mua 2-3 lạng để làm giống. Bởi vì cái hàng này thì nó cũng không phải lúc nào cũng có đâu. 50.000 một lạng hoàng thảo lông trắng, khóm xíu xíu như thế này. Tiếp theo đó chính là quế tím. Lô quế tím ngày hôm nay về cây của nó cũng không phải quá nhỏ. Cây cũng đều cây, mà tím đậm đà, cây của nó tươi. Lô này quế rất là tươi các bác nhé. Quế tươi. Quế tím đầu xuân thì em thấy là nhiều khu vực nó rất là héo, nó mất nước. Nhưng mà cái lô hàng tươi rói luôn. Thực ra cái lô này thì em nhập nó cũng là hàng chọn rồi. Nó cao hơn những cái loại hàng solo. Solo thì cây nó héo, nó quắt lại. Đó. Giá loại quế tím hôm nay tím lịm như thế này em bán là 180.000 một ký. Sắp tới đến mùa hoa của quế tím rồi. Nó rơi tầm tháng 3, tháng 4. 180.000 một cân và 50.000 một bó. Các bác có thể mua nửa cân một nhé. Và hạc bị vĩ ạ. Vừa về một cái lô hạc vĩ nhiều. Hạc vĩ mùa này thì nó xuống lá rồi. Bây giờ thì đầu xuân các bác ghép hạc vĩ thì đến năm sau là được một cái giò to, khủng và rất là bự. Xuống lá như vậy thì các bác mua được dôi cân hơn. Và thứ nhất là, thứ hai là về các bác trồng nó bật rễ nó rất là nhanh. Đây mầm gốc đang bật lên rồi. Đến thời điểm nó vẫn còn lá thì mua nó rất là được ít. Và thứ hai là rất bị dễ thối. Bởi vì cái lá hạc vĩ thường là nó rất là mỏng manh và rất là dễ thối ạ. Nhất là mùa nóng. Hạc vĩ đầu xuân này em bán là 180.000 một cân và 50.000 bó nhé. Em có hai cái rề đùi gà dẹt này khá là nhiều nụ và nó nguyên rề nhưng các bác nhé. Để dành cho các bác về các bác trồng luôn một chậu này. Cái rề số nhất này, số 1 này. Đấy, nụ hoa rất là nhiều mà thân nó mập đẹp lắm ạ. Rề này em bán là 180.000. Rề thứ hai, rề này thì thân vàng hơn. Cũng mập, đây cái nụ hoa của nó lên tím lịm luôn. Tím ngắt luôn ấy. Này, nụ hoa này. Rề này thì to hơn. Cái này thì nói chung là hai cái rề nó gần tách nhau rồi. Có thể là ghép chung một rề hoặc là rất là hai rề cũng được. Kèm thêm cái khóm này, khóm hoàng thảo kim thoa nó lẫn vào đây. Đấy, cái rề này em bán là 220.000. Rề này cũng khá là nhiều nụ, nụ rất là tím. 220 và một rề 180. Em vừa về thêm một cái lô hoàng hậu hoa xanh nhá. Đây là dòng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, vòi dài siêng hoa. Đã lọt vào top rất là nhiều những cuộc thi hoa lan ạ. Và một bụi của nó ngày hôm nay thì chậu của nó khá là nhiều thân, nhiều dạ hành. Em sẽ nhắc cho các bác một chậu này. Chậu rất là đẹp, nhiều thân. Chưa một lô hoàng hậu nào về nó đẹp, mỹ mãn như thế này. Và những chậu này ngoài thị trường người ta bán không dưới 200.000 một chậu đó ạ.
Đó. Và nhà em hiện tại thì đây, số lượng hôm nay về ít nhá. Em xin phép bán một chậu này là 170.000. Còn các bác mua một cặp là 300.000 nhá. Mua một cặp là 300.000. Còn tiếp theo là lan Thanh Tuyền. Một cái dòng hàng hoa sưu tầm với hoa màu vàng, vòi dài, xương hoa. Đây là chậu mẹ con nhá. Một mẹ sẽ đẻ ra một con hoặc hai con. Và những chậu lan Thanh Tuyền này, cây mập mạp. Hàng này thì khi ra hoa của nó thì nó vẫn còn lá nhá các bác nhá. Điều đặc biệt của lan Thanh Tuyền là như thế. Đấy, còn chỉ còn tầm 4 chậu thôi, bởi vì hàng về nhiều nhưng mà khách cứ chốt hết rồi. Em bán là 170.000 đồng một chậu lan Thanh Tuyền. Về bổ sung một cái lô hàng đó chính là chuỗi ngọc nhá. Những cái mắt ngọc rất là sáng, rất là căng, và một số cây thì đang nhú những cái mắt nụ hoa. Đấy ạ, chuỗi ngọc nó sẽ mọc hoa ở những cái mắt ngọc này. Đấy, rất là đẹp nha mọi người ạ. Đó, và chuỗi ngọc hàng thuần chậu này giá bình thường là 200.000 một chậu. Nhưng lô hàng ngày hôm nay em sẽ dành để bán tri ân cho khách hàng. Một chậu chuỗi ngọc đẹp như vậy, xinh như vậy và đang có mầm này, có cả mầm gốc này, có cả nụ hoa này. Đấy, em xin phép bán chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Chuỗi ngọc không phải là một dòng hàng sẽ thuần, đây là điều chắc chắn như thế. Những ai đã chơi lan rừng thì các bác lấy luôn những cái chậu mà hàng thuần rồi về các bác treo lên thôi, mầm gốc lên rất là đẹp. Đảm bảo các bác lô này vừa rẻ vừa đẹp, chỉ có giá 170.000 một chậu thôi ạ. Dendro lá biên phát tài ạ. Đây là cái dòng Dendro xuân, hàng đột biến nhá các bác nhá. Đây là lá kẻ, lá biên phát tài này, những cây lá viền biên. Và hàng này những năm trước nó là một cái dòng hàng rất là hot, siêu hot. Và những cái chậu Dendro biên thì nó trung bình nó sẽ từ 1 đến 2 thân. Chậu nào 1 thân thì thân nó mập, nó dài. Chậu nào 2 thân thì thường nó kèm thêm cả những cái mầm gốc như thế. Nói chung là mầm gốc thì có trước hay có sau thôi. Và thời điểm này thì nó cũng đang trong thời gian là thắt ngọn xuống lá. Một số cây đang chuẩn bị nhú cho những cái mắt nụ nhá. Hoa của nó màu vàng, cánh viền biên và mắt của nó màu nâu đen. Đấy, đây là cái dòng hoa đột biến ạ. Và một chậu Dendro xuân đột biến lá kẻ lá biên này thì em bán với giá là 190.000 đồng một giò nhá. Hàng về số lượng có hạn và bây giờ cũng chỉ còn số lượng ít thôi. Các bác nhanh tay đặt hàng ạ. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một cái lô hàng trầm cổ mới về nhá. Trong Tết thì em có bán một lô hàng, rất là nhiều lô hàng về trầm cổ rồi. Tuy nhiên thì thời điểm đấy ấy, thì thân của nó cũng chỉ là đang tiếp tục đua ngọn hoặc thắt ngọn thôi, còn chưa sưng nụ hoa. Cùng lắm là hoa bói đầu ngọn. Nhưng ngày hôm nay ạ, sau một thời gian mà cây phát triển và bây giờ cây của nó thắt ngọn đã đơm lên những cái nụ, những cái trái nụ rất là đẹp. Và trầm cổ thì em sẽ giới thiệu các bác như trên mặt hoa mà em giới thiệu ở trên màn hình. Và mời mọi người cùng chiêm ngưỡng qua cái mặt hoa của trầm cổ bác nhá. Đây, các bác nhìn này, cái lá trầm cổ nó sẽ có cái dáng, đó chính là cái lá của nó sẽ hơi xoăn xoăn. Lá cực kỳ là dày dặn, bản lá dày và lá xoăn. Và khi ra hoa thì có thể nó sẽ xuống hết lá ra hoa, và thậm chí là có cả cây nó còn cả lá và nó vẫn lên đơm nụ bình thường. Tí trong quá trình giới thiệu video thì em sẽ giới thiệu các bác một số những chậu có những cái điều đặc biệt như thế. Trầm cổ này khi mà chăm tốt, chăm đạt ấy, thì cái chiều cao dài của nhất của nó có thể để đạt đến độ lá 2m nhé các bác nhé. Và cái bông hoa của nó là màu tím đậm. Và hàng này thì hoa cực kỳ là thơm. Thì các bác ơi, đây chính là cái chậu trầm cổ hàng khủng tại vườn. Và những cái hàng này khi mà đã chơi hoa xong thì người ta thường cắt ra, người ta ươm ki. Đây là cái vườn này người ta cắt ra, người ta ươm ki này. Các bác nhìn cái bông hoa của nó này, đẹp lắm, vòi dài mà thơm cực kỳ. Đấy, cái trầm cổ này là một cái dòng trầm rất là đáng sưu tầm, rất là đáng giá trị. Đấy, bông hoa trầm cổ đây. Và sau đây thì em sẽ đánh theo từng mã, đi chi tiết từng hình để các bác có thể dễ dàng lựa chọn cho mình cái chậu trầm cổ đẹp nhé. Và ngày hôm nay ưu đãi, ngày cuối tuần mua 2 chậu bất kỳ sẽ được miễn phí ship. Đấy ạ. Ngắm lại một lần nữa những cái mặt hoa của nó cực kỳ tuyệt vời. Và sau đây thì em sẽ đi qua lần lượt để các bác lựa chọn hình trầm cổ mình yêu thích nhé. Và tất cả những chậu trầm cổ này thì em định đánh theo từng mã. Tuy nhiên thì những cái chậu này thì em thấy khá là giống nhau, xem nhau. Tức là 19-10 đó. Thì trung bình chậu nó sẽ trung bình tầm 3 thân, 4 thân và thậm chí là nhiều hơn 5-6 thân như thế này. Tuy nhiên thì em cũng mua theo hàng chậu và em cũng bán theo các bác theo giá hàng chậu thôi. Và em cũng xin báo giá luôn. Trầm cổ thì mua 2 chậu trở lên, mua 2 chậu bất kỳ bên em sẽ miễn phí ship. Đấy, chương trình áp dụng cho đợt này và số lượng thì cũng có hạn, chỉ tầm 50 chậu thôi ạ. Và trầm cổ ạ, các bác mà chưa sưu tầm một loại hàng hoa đẹp như thế này thì cũng nên sưu tầm đến một chậu, bởi vì giống của loại này ngày trước rất là đắt. Ngày trước để mua một thân trầm cổ phải 350 một thân cơ. Nhưng ngày hôm nay nhà em bán cho các bác một chậu tầm 3, 4, 5, 6 thân như thế này với giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 270.000 đồng một chậu. 270.000 đã sở hữu được một chậu trầm cổ rất là đẹp rồi. Và khi mua 2 chậu là bên em miễn phí ship về đến tận nhà.
các bác nhìn này, số lượng thân thì nó cũng xem nhau. Ví dụ như chậu nào 3 thân thì thường là thân nó sẽ dài đều và nó mập. Còn thêm 4 thân thì kèm theo cả những thân ngắn nữa này. Đấy, 4 thân kèm theo thân ngắn. Còn đã 5 6 thân thì thân nó sẽ ngắn hơn rất khá là ngắn hơn nhiều. Đấy ạ. Những cái chậu này là 2 4 6 7 thân thì chậu này ngắn. Thì so với hành sánh ở đây thì nó cũng xem nhau thôi. Đấy, bác nào thích lấy chậu nhiều thân thì thân ngắn, mà lấy chậu ít thân thì thân nó sẽ dài và đẹp hơn. Em bán đồng giá hết nhá. Tại vì chậu nào hầu như là cũng như nhau, mà nếu mà phân hình thì các bác nhìn nó sẽ hơi hoa mắt. Và báo giá lại lần nữa là 270.000 một chậu, và mua hai chậu bất kỳ miễn phí ship, tức là 540 là được miễn phí ship về đến tận nhà. Đấy. 350 một thân trầm cổ trước đây thì bây giờ mua được rất là nhiều những thân trầm cổ, và nó còn lại là hàng đăng nụ hoa cơ. Nụ hoa của trầm cổ thì cực kỳ là đẹp. Tiếp nữa em sẽ giới thiệu các bác một lô hàng trầm rồng đỏ đang siêu nụ hoa nhé các bác nhé. Thời điểm xuân là thời điểm chúng ta là chơi những cái bông hoa này rất là đẹp. Và hàng trầm rồng đỏ này cũng có chương trình là mua 2 chậu bất kỳ miễn phí ship ạ. Rất là nhiều chương trình ưu đãi. Em sẽ ký hiệu thành từng mã và các bác đọc đúng mã hình cho em ạ. Mã T19 này 300.000 mùa 1, 2, 3, 4, 5 thân. 5 thân đang nụ hoa khá là nhiều, và đây là cả mầm gốc lên rất là đẹp nhé. Có 300.000 tính ra có 60.000 một thân trồng rồng đỏ các bác ơi. Ngày trước để mua một thân trồng rồng đỏ thân cao này phải là 250 cơ. T7 này 250, 3 thân dài đều nhau, nụ chi chít luôn. Đấy, mầm gốc hiện tại đang có 4 cái mầm gốc rất là đẹp. Tiếp theo là T8, 2 thân dài. Đây, cái này lên cả ki này, cả hoa và cả nụ hoa và cả ki, thân rất là mập đẹp, 180.000, 90.000 một thân dài. Đấy, nụ hoa đẹp chưa? 180.000 2 thân. Cứ mua 2 chậu nhá, gộp bất kỳ này em miễn ship. T18 180.000 cũng 2 thân. Nụ hoa rất là đẹp đều nhau. T14 270.000, 3 ở 4 thân. 4 thân ạ, 270.000. T4 240.000. 4 thân. Nụ hoa lên rất là đẹp. Ui, mầm gốc thì như những chú lợn con luôn, xinh chưa? Mà hoa trầm rồng đỏ màu đỏ đậm mà hoa siêu thơm các bác ạ. T3 210.000 đồng. 3 thân. 210.000 đồng. Đây, mầm gốc lên đẹp chưa? Đầu xuân lên mầm gốc ạ. T17 190.000, 2 thân dài đẹp. Đó, 2 thân dài đẹp 190.000 T17. Tiếp theo là T5 230.000. Nụ hoa quá tuyệt vời luôn. T13 190.000, 3 thân. 1 dài, 2 ngắn. Rất là nhiều mầm gốc lên cả dài nữa. T9 140.000. T9. Hầu như chậu nào đều rất là nhiều nụ hoa các bác ạ. T2 250, 3 thân. Này, cái nụ hoa của nó này, kết chưa? Màu tím đậm nhá, mà cái này nhiều mầm gốc lắm ạ. Cây rất là khỏe. Chơi hoa xong bắt đầu trồng lấy mầm gốc. T16 cũng 250 này. Hai thân dài nhiều nụ với một thân này. Thân này rất là đặc biệt, thấy hoa nụ hoa trắng trắng. Không biết là có phải trồng rồng đỏ không? Đây, mầm gốc đây. Tiếp theo là T1 270.000. Đây, chậu này 3 thân dài đều nhau mà nụ rất là đẹp. Đấy, về chơi hoa luôn. T11 320.000. 5 thân, tận 5 thân. T15 190.000, 2 thân này. 190.000, 2 thân đẹp. Và T20 140.000, 3 thân. 1 dài, 2 ngắn và đang 2 mầm gốc. Nói chung cái lô trầm rồng đỏ này ạ, các bác mua từ 2 chậu bất kỳ, bên em miễn phí ship. Đấy, chưa có chương trình nào miễn phí ship khi mua từ 2 chậu. Nói chung là hàng hóa về nhiều cũng có áp dụng một số chương trình đầu xuân năm mới ạ. Cập bến một lô đùi gà dẹt hàng thuần các bác nhé. Đùi gà dẹt, cái thời điểm mà hiện tại thì cây của nó đang đi mầm và đang chuẩn bị thắt ngọn để cho những bông hoa rất là đẹp. Những cái chậu đùi gà dẹt thuần sẵn vườn và lên rất là đẹp này. Thân của nó này, những cái thân tơ căng bóng mướt. Các bác về lấy cái dây chỉ treo lên và chơi hoa thôi. Và một chậu gà dẹt ngày hôm nay em xin phép bán là 220.000 đồng một chậu, nhiều thân tơ nhá. Hàng trồng sẵn rồi, về treo lên rất là đẹp, rất là mướt. 220.000 một chậu. Tiếp theo là hồ điệp các bác nhé. Hồ điệp thì hôm nay em có lên trên vườn thì có lấy được một số những dòng hồ điệp vẫn còn đang có nụ hoa. Thực ra thì hàng này là hàng Tết nhưng mà nó đỏ muộn.
Và cái giá trị Tết các bác biết rồi, một cái chậu hồ điệp này nó phải rơi tầm 160-180 một cây. Đó chính là hàng vườn và hoa của nó là dòng hoa đại. Ngày hôm nay thì nó chỉ còn đâu đó tầm khoảng hơn 100 cây cái hàng hoa này. Và giá của nó ngày hôm nay thì cực kỳ là yêu thương. Có màu đỏ ớt này. Cái màu này là gọi là màu hồng. Màu hồng thì em cũng hồng đại đi, gọi là hồng đại đi. Đấy, hồng đại thì nó có hai loại. Bông này, một bông thì nó hơi có tia trắng ở ngoài. Đấy, đều cốc 3.5 nhá. Và bên đây thì có một số những dòng nữa như là màu vàng. Vàng này là vàng vàng công chúa. Vàng công chúa. Riêng vàng công chúa thì bông chậu của nó thì cũng ngắn ngắn thôi. Thi thoảng có một số cây thì nó hơi bị cắt lá tí, nhưng mà chậu nào cũng đang có ngồng nụ và có đỏ ớt. Cái số lượng thì có rất là ít nhá. Và hàng này thì hàng Tết là 160-180. Nhưng ngày hôm nay thì hàng đầu năm, gọi là bán vừa cho các bác vừa làm có thể về chơi hoa được và vừa có thể làm giống. Thì nhà em xin phép bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 80.000 một cây nhá, 80.000 một chậu. Số lượng có hạn thôi, nói chung là hàng có ít. 80.000. Có đỏ ớt này, vàng công chúa này. Bên đây thì có màu hồng đại, với cả lác đác có một vài bông trắng. Nhưng mà trắng thì chắc là trắng V3, chắc chỉ còn vài bông, vài chậu thôi. Nhưng mà cái hoa của trắng thì nó cũng không được đẹp lắm, tại vì nó gọi là cái hàng đỏ muộn, đỏ sau rồi. Tiếp theo là cát trắng kim cương hoa thơm ạ. Dòng cát này thì là dòng chậu to, chậu phi 16, bụi lớn và rất là nhiều thân. Dòng này hoa của nó màu cánh trắng, bông to như cái bát con ấy ạ. Và hoa của nó họng màu vàng rất là đẹp. Lô hôm nay thì tuyệt vời và phải nói là không có điểm nào để chê đâu ạ. Đấy, đang lên mầm rất là đẹp. Và tất cả những chậu cát trắng kim cương này thì em xin phép bán là 200.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu miễn ship các bác nhá. Nói chung là cái lô hàng thì quá là mượt mà. Và ngày trước thì những cái chậu này giá phải từ 240-250 cơ. Nhưng mà hiện tại thì em nhập theo lô số lượng lớn nên là chạy số lượng với giá cực kỳ là hấp dẫn mà phải chăng. Tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác về dòng kiếm ạ. Kiếm ngày hôm nay thì em bổ sung cho các bác về một dòng kiếm giống với 10 mã khác nhau. Và những dòng kiếm giống này thì em có chương trình là bao ship khi mua từ 10 chậu. Còn một loại nữa đó chính là dòng kiếm chung. Kiếm sai chung này thì nó là dòng cây nó khỏe, nó đẻ cả con rồi. Thì loại này là 60.000 đồng một chậu. Và loại này thì có 7 mã, mua 7 chậu bất kỳ sẽ được miễn phí ship. Còn loại kiếm giống này mua 10 chậu bất kỳ nhá, giá là 35.000. Còn loại này là 60.000. Và sau đây thì em sẽ báo cho các bác danh sách từng loại như sau. Cái này thì em sẽ đính kèm cho các bác ở trên màn hình nhá. Đính kèm trên màn hình tên của từng loại kiếm. Và tất cả những dòng này hàng gieo hạt từ vườn, người ta có chia theo từng lô và có đánh mã số của từng loại. Khi gửi đi thì em sẽ ghi tên cây cho các bác vào thành chậu, hoặc là đánh theo mã và có gắn cho các bác là đính kèm là mã 1 tương ứng với loại tên cây gì. Đấy, tại sao phải phân loại cho các bác như thế? Bởi vì đây là những dòng mà gieo hạt từ cây mẹ ra. Và em xin phép là báo giá cho các bác chi tiết từng loại như sau. Loại kiếm to hay gọi là kiếm chung này. Loại này thì thứ nhất về bản lá của cây thì cây của nó sẽ to khỏe. Bản lá to khỏe và đang đẻ con. Đây em sẽ đi sang, đây là khay của dòng kiếm chung. Đây ạ, các bác nhìn này, cây của nó to khỏe này. Đấy, và hầu như là đang đẻ con rồi. Cái bản lá rất là đẹp, bản lá láng này, bản lá to. Riêng những cây kiếm tầm trung như vậy đã đẻ được con thì cây nó rất là lực, rất là khỏe. Về mọi người nhớ là sang chậu mới thì cây nó còn đẻ rất là nhanh. Loại này là đồng giá là 60.000 đồng một chậu nhá. 60.000 đồng một chậu. Và em sẽ xin phép đọc những cái mã kiếm của loại này, gồm những loại là mã số 1 là kiếm Phan Chí, mã số 2 là xanh Huế, mã thứ 3 là vị Hoàng, mã 4 là vàng đất thép, mã 5 là hoàng đế An Ba, mã 6 là Mai Tiên Vũ, mã 7 là Thanh Duyên Kiếm. Và khi mua 7 chậu bất kỳ của loại 60.000 này, tức là 420.000 sẽ được miễn phí ship về tận nhà các bác nhé. Còn loại kiếm giống thì giá chỉ 35.000 thôi. Và em sẽ so sánh với bác là loại 35 và loại 60 nó khác nhau như thế nào. Thực ra là loại 60 là khi cây của nó trưởng thành, từ loại 35 nó trưởng thành lên, người ta sang chậu, thế nó sẽ sang dần theo từng lớp chậu. Và các bác mà sang chậu to luôn thì cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Kiếm năm nay á, nó to hơn kiếm năm ngoái rất là nhiều. Bởi vì các bác mà theo dõi kênh của nhà em thì em bán kiếm cũng rất là nhiều, qua nhiều năm rồi. Và những cái năm trước ấy, đầu xuân em cũng bán hàng giống, nhưng mà cây của nó chỉ bằng chưa hơn nửa cái cây này thôi.
hơn nửa cái cây hiện tại thôi mà cũng với giá thành như vậy. Năm nay thì cùng với giá thành nhưng mà cây của nó chất lượng nó phải to gần gấp đôi, gấp rưỡi gấp đôi, mà giá thành chỉ vẫn như thế và vẫn được bao ship. Đây ạ, tất cả này thì em đánh theo từng khay và theo từng khu rồi, phân theo từng khu rồi. Đấy ạ, mã 3 này, mã 4 này, rồi cả bên đây nữa, rất là nhiều những dòng kiếm khác nhau. Và em xin đọc theo mọi người là giá là 35.000 một cốc, 10 cốc là 350 miễn ship, bao gồm mã 1 là Phan Chí này, mã 2 Xanh Huế này, mã 3 là Vị Hoàng này, mã 4 Vàng Tây Ninh, mã 5 Vàng Củ Chi, mã 6 Khang Hồng Kiếm, 7 Hồng Vân Giang, 8 Mai Tiên Vũ, 9 Bạch Ngọc và 10 Hoàng Đế Bờ La nhá. Hoàng Đế An Ba với Hoàng Đế Bờ La nó khác nhau. Đấy, tất cả những dòng kiếm này sẽ ghi cho các bác tên trước khi gửi hàng cho các bác. Và đồng giá là 35.000 một cốc kiếm giống, kiếm chung là 60.000. Loại này có đẻ con rồi. Phép đi thì cho mọi người những cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần nhá. Ngày hôm nay những cái chậu hoàng thuần này thì những cái cây này mắt nụ của nó đang sưng khá là nhiều, và có những cây thì lên nụ khá là to và chơi xuân thì rất là đẹp nhá các bác nhá. Tất cả những chậu hoàng phi hạc hôm nay là đều trồng ở chậu phi to, tức là phi 20. Cái size chậu là chậu phi 20 chứ không phải những cái size chậu như chậu phi 16, 18 mà bình thường vẫn hay bán. Đây là chậu của nó sẽ rất là nhiều thân, chậu to, bự và giá hôm nay thì cũng khá là rẻ. Em sẽ lên cho mọi người chậu đầu tiên, ký hiệu mã chữ G. G1 là một chậu khá là nhiều nụ này, hoa này. Nhiều nụ lắm các bác ạ. Đây, nụ lên rất là nhiều, những thân nào thắt ngọn rồi và xuống lá thì đợi đi nụ, còn những cái thân nào thân nụ này chưa thắt ngọn nó sẽ lên nụ sau và mầm gốc cũng lên đẹp. Chậu này em bán 230.000 nhá, chậu bự chưa? Nói chung là hàng Tết những cái chậu này phải từ 300.000 trở lên, nhưng sau Tết thì giá thành nó rẻ hơn. Tiếp theo G2. G2 thì chậu này thì nụ hoa của nó đang lác đác lên, đang nhú này. Đấy, nhưng mà những cái thân tơ này đang thắt ngọn nhìn nó rất là nù mập. Chậu G2 này em bán là 230.000, rất là đẹp, giá rẻ. G3, chậu này thì nụ của nó chưa sưng mấy. Tại vì sao ạ? Tại vì chậu này nó nhiều thân tơ và rất là nhiều những cái thân mầm. Thân nó ngăn ngắn như thế này thôi, nhưng mà mầm gốc thì lên rất là khỏe, rất là ác liệt. Đấy, chậu này cũng 230.000 bác nhá, 230.000 này. Mã số 4, G4 là một chậu 250.000. Chậu này nụ hoa này, lên đẹp chưa? Đây này, những cái thân nào thắt ngọn mà nó xuống lá hết hầu như là nó đang sưng nụ rồi các bạn. Và đâu thân tơ này, to mập bằng cái ngón chân cái luôn. Đây người ta gọi là thuần, quá là đỉnh, quá là đạt luôn ấy. Đây nụ hoa này. Đấy, chậu này cũng rất là nhiều thân tơ này, nhiều mầm gốc và cũng nhiều nụ nữa. Giò này 250. Giò này to này, 250 này. Mã G5, giò này 260.000. Giò này thì to nữa hơn này. Nụ hoa này, rất là đẹp luôn. Này, nụ này. Đấy, nụ nhiều và thân tơ cũng nhiều. Chậu này to, bành trướng luôn. 260.000 G5. Không thể đếm chi tiết cho các bác từng thân tơ được. G6 cũng 250. G6 này 250 này. Rất là nặng đô các bác nhá. Rất là nặng, rất là to. G7 260.000. Úi dồi ôi, nụ hoa đẹp quá. Thân tơ nhiều này, đây cũng nụ này. Thân tơ lên mọc lên tua tủa luôn. 260.000. G8 250. Cả nụ cả thân mầm rất là đẹp. 250.000. Đấy, mầm gốc lên đẹp chưa? Cái hàng phi hạc không phải thuần dễ đâu, mà thân già các bác mua hàng rừng á, toàn thân già thôi. Trôi hoa thì phải đợi ít nhất 1 năm nữa. G9 250. Ui nụ hoa đẹp quá. Này, chậu rất là to nhá, không phải quảng cáo nhiều bởi vì cái lô hàng này nó quá là đỉnh rồi. Và G10 240. Nói chung là nó xem nhau, nó chỉ hơn nhau, gọi là cách nhau một tí xíu thôi. Chậu nào hầu như là cũng đang nụ cả mầm cả tơ. Tiếp đến là những cái chậu Sơn Thủy Tiên thuần ạ. Những hàng chậu Sơn Thủy Tiên này thì hôm nay thì em cũng đánh theo mã. Về thêm một lô hàng mà đánh theo mã cho các bác chọn dễ hơn. Tại vì mỗi chậu nó có một cái hình dáng khác nhau và dễ để cho mọi người dễ hình dung được cái chậu của mình như thế nào. Và hàng Sơn Thủy Tiên này thân tơ nó phải chiếm đến 98% thân tơ. Còn thân già gần như là người ta cắt bỏ hết rồi. Mua hàng rừng bây giờ nhổ ra cân lên thì nó cũng với cả cái công chăm sóc người ta lên chậu như vậy, ăn dễ khỏe như vậy thì nó cũng đương đương thôi. Mướt đẹp lắm. Em ký hiệu mã chị E nhá. E1 là một giò 280, ép trên một chậu nan nhựa. 280 ạ.
đầu xuân này chuẩn bị răng sưng lên những cái mắt nụ này. Mắt nụ đang sưng khá là rõ. E2 270.000. Đây ạ. Mắt nụ sưng đây. 270.000 E2, mầm gốc cũng đang lên. Đây là mã E2 nhá. Mã E3 290.000. Đây mầm gốc lên rất là đẹp. Đây mầm gốc đấy này. 290.000. Nhiều thân. Đây là mã E3. Mã E4 cũng 290.000. Rất là nhiều những mắt nụ. Nói chung là khách mà nhận sơn thủy tiên nhà em thì đa phần là rất là khen ngợi. 290. E5 280.000. Mầm lên đẹp thế. Đây, thân to chưa? Thân to bự chưa? 280.000. Đây là mã E5, cái sơn thủy tiên hoa của nó thành từng chùm màu vàng, rất là tươi. E6 280. Đẹp quá. 280.000. Đây là E6 ấy, về chỉ treo lên thôi. Bón thêm tí phân bón vào, cây nó phát triển khỏe mạnh. E7 270.000. Đó, đẹp không ạ? Đấy, thân nụ mập nhá các bác nhá. E8 280.000. Đấy, xách một cái chậu 280 về mình chuẩn bị thưởng thức hoa thôi. E9 cũng 280. Chậu nào chậu đấy, 19 110. E10 310.000 đồng. Chậu này thì trồng ở chậu nhựa thôi, nhưng chậu phi 20. Chậu phi 20. Cái này thì thân mầm của nó, cây của nó cao. Cái này còn đang nhú vòi nụ này. Đây đang nhú vòi nụ này. Cái mầm cao và toàn thân tơ đây. Chậu này cao cao này, 310.000. Cao to. E11 280.000. Xuất sắc. E12 cũng 280.000. Quá là đẹp luôn mọi người ạ. E13 290.000. Đấy, cả mầm cả tơ này. Một cái thân của nó 2, 3, 4, 5 cái mắt nụ hoa. Và E14 280.000. Đây là những cái chậu sơn thủy tiên hàng thuần các bác nhé. Em đánh theo mã rồi. Các bác chọn mã, đọc đúng mã là em nhặt theo đúng theo cái hình mà mình yêu thích. Bế một lô kim điệp xuân hàng đang nụ hoa các bác nhé. Những chậu kim điệp xuân này hiện tại thì đang nhú ra rất là nhiều những cái nồng nụ. Hoa của nó là dòng màu vàng, từng chùm. Đó. Và những chậu kim điệp xuân nụ hoa của nó chi chít như thế này, em xin phép bán là 170.000 đồng một chậu nhá. 170.000 đồng một chậu kim điệp xuân. Hàng rất là đẹp, đây nụ hoa này. Nhìn khá là rõ ràng. Đấy, người ta thuần sẵn lên rồi. Và cái dòng kim điệp xuân này á, nở hoa vào dịp mùa xuân. Và màu vàng rất là xinh. Hoàng thảo Thái Bình hoa vàng hay là cát tông sunray. Đây là cái dòng hàng của Thái Lan, rất là nổi tiếng. Với chùm hoa size màu vàng với mắt màu nâu đen. Và một chậu như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu em miễn phí ship nhé. Ngoài ra thì có cả Hibiki. Cái dòng Hibiki là một cái dòng hàng hoa đẹp của bên Thái Lan. Và Hibiki ạ, hoa của nó màu tím đậm. Cây của nó lùn thôi nhá, nó chưa đến một gang tay đâu. Bụi này nó là dòng thân Denso thuộc dòng mini. Bụi lùn và hoa của nó mọc tua tủa, mầm gốc lên rất là đẹp. 120.000 đồng một bụi. 120.000 một bụi. Đây là dòng Hibiki. Kiều Vuông Lộc Bắc, Di Linh Lâm Đồng nhá coi nhá. Những cái chậu kiều này là dòng chậu kiều thuần sẵn rồi. Đấy. Nói chung là nó hàng rừng thì nó sẽ có cả thân tơ và thân già, nhưng mà khi mà đã đạt đến độ tuổi hoa của nó thì cái chùm hoa của nó thì đẹp xuất sắc. Những cái chùm hoa màu trắng rất là dài, rất là xinh. 180.000 đồng một chậu kiều Vuông Lộc Bắc. Vừa cập bến một lô 5 cánh trắng họng hồng nhá. Những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng hiện tại đang có nụ hoa. Và giá siêu yêu thương nhá. Một chậu này đang nụ hoa về các bác chơi hoa luôn. Đây là dòng hoa 5 cánh trắng với hoa màu trắng họng của hồng môi trái tim. Hoa thơm. Giá là 90.000 đồng một chậu thôi. 90.000 đồng một chậu 5 cánh trắng họng hồng. Tiếp theo là kim điệp đột biến mắt đỏ, hay người ta gọi là mắt đỏ mắt nâu á. Dòng này thì hoa của nó thì bông nó to, nó sai hoa. Và hiện tại thì cây đang nhú nụ. Đây, những năm trước ở cái dòng này thì nó rất là hiếm, nhưng với hiện tại thì người ta tốc độ nhân giống lên cũng nhanh. Đây, cái hàng này đều là hàng ươm ki hết các bác nhá. Ươm ki lên này. Đấy, cắt ki lên ấy, như những dòng phi điệp. Và mỗi chậu này hiện tại cây của nó đang nhú nụ. Có nụ thì nhú cao, có nụ nhú thấp. Trung bình từ 3, 4, 5, 6 thân. Những chậu nào có cả thân thấp thì nó là 2, 4, 5, 6.
Còn những chậu là thân cao nó tầm 3 thân như thế này. Và giá em bán là một chậu là 190.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu em giảm giá còn 170.000. Đai Châu Hồng Cánh Sen, cái dòng này hàng VIP của Đai Châu Thái đây. Đó, mặt hoa thì chuẩn, đảm bảo chuẩn giống cho các bác đó. Đây là những cái cây to và cây của nó nhiều cặp lá. Cây to bản lá ngắn, trung bình tầm 6 đến 7 cặp lá trong một chậu. Và một chậu Hồng Cánh Sen này thì em xin phép bán là 450.000 đồng một chậu ạ. Một cái dòng hàng mà em cũng bán khá là chạy hàng trong cái thời gian trước đó, mà khi lúc đấy thì nó còn chưa có nụ hoa. Nhưng ngày hôm nay thì đến cái thời điểm mùa hoa của nó rồi. Đó chính là dòng Châu Như Lưỡi Bẹt ạ. Cái mặt hoa của nó là lưỡi của nó màu tím đậm, đó là dòng lưỡi bẹt. Ngày trước nó là dòng rất là đáng giá. Chậu trung bình tầm 2 thân, 3 thân. Và chiều dài của nó thì 2 thân nó sẽ cao dài hơn và 3 thân thì nó sẽ thấp hơn một tí. Nhưng đảm bảo là cái chậu của nó thì đang có nhú, vòi nụ và hoặc là đang thắt ngọn hết rồi. Đây ạ, em bán một chậu như vậy với giá 160.000 đồng một giỏ. Bác nào lấy một cặp em bán là 300.000. Riêng Châu Như Lưỡi Bẹt cái lô đợt này rất là rẻ, nụ hoa mà rẻ. Chứ bình thường không thì nó phải rơi tầm 200 trở, không dưới 200. Nó đang mùa xuống lá nhé, những cái lá vàng là mùa xuống lá, hiện tượng rất là bình thường của cây lan thôi ạ. Hoàng Nhạn Mít 4N, cái dòng này là dòng Hoàng Nhạn Mít. Đây là những cái bản lá to, nhiều cặp lá. Trung bình một chậu rơi tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trung bình từ 10 cặp lá các bác nhé, một chậu. Và những cái chậu Hoàng Nhạn Mít 4N hàng của Thái rất là VIP này em bán là 580.000 đồng một chậu. Đấy, cây lá xếp và khi hoa của nó nở thì nó rực rỡ rất là nhiều, và hoàng nhạn thì hoa cực kỳ là thơm. Tiếp đến là năm cánh trắng Phú Thọ, hàng chuẩn hoa và hiện tại thì cây đang trong thời gian là thắt ngọn. Hàng này có bảo hành mặt hoa cho các bác. Giá Phú Thọ bây giờ là giá thời điểm rất là thấp để các bác có thể sưu tầm một dòng năm cánh trắng quốc dân. Cây của nó là độ lực của cây thì rất là khỏe, mập. Em sẽ ký hiệu thành từng chậu với đính kèm theo cái số centi. Mã P12 này, 16 centi, 560.000. Tình trạng cây này, cây thắt ngọn này, phình nụ ở đầu. Tiếp theo là mã P11, 12,5 cm, 430.000. 430.000. Đấy, cây nó khỏe. Đây, mầm gốc của nó đang chuẩn bị nhú này. Đó. Tiếp theo là P18, 13,5 cm, 470.000. P10, 18,5 cm, 640. P15, 16,5 cm, 570.000. Ui, thân này quá phình nụ ở trên đầu ngọn luôn. Đầu xuân bắt đầu là cái mầm gốc chuẩn bị nó sẽ nhú nhá con nhá. Kích kỳ duy xanh nó cũng phát triển rất là nhanh. P14, 18 cm, 630.000. Tất cả những cây này rất là lực. P3, 18 cm, 630.000. Đó. Đây là còn vài chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Còn cái dòng hàng hot mới về ạ. Dòng hàng hot này mới về là kiếm chậu to, phi to và hàng bụi lớn. Lá hôm nay xanh rì rất là đẹp luôn. Kiếm loại to này là chậu phi 16 nhá các bác nhá. Phi 16. Và loại này thì chỉ có 3 loại thôi, 3 dòng mà em vẫn hay thường về. Đó chính là dòng Phan Trí đây. Khay bên đây này là xanh Huế. Và phía trên đây cũng có về một số những chậu vị hoàng. Thời điểm cuối năm vừa rồi thì em về cái chậu phi to này giá nó cũng đắt. Nó 250 một chậu. Thực ra gọi là đắt thôi, nhưng mà nếu các bác chia ra bình quân một chậu nó nhiều tép, nhiều giá hành như vậy thì nó cũng không phải là rẻ, không phải đắt đâu ạ. Nó cũng khá là rẻ đấy ạ. Đấy, một chậu nó nhiều tép như vậy mà. Mà cây của nó to như thế nào, nó bao nhiêu tép nữa, nó trụm lại. Và ngày hôm nay nhá, những cái chậu kiếm này thì nhà em xin phép bán với giá chỉ có 220.000 đồng một giò thôi. 220.000 một giò. Và các bác mua 3 giò bất kỳ loại kiếm to em bao ship. Còn loại kiếm nhỏ này các bác mua 7 trò giò em bao ship các bác nhá. Đây ạ, vị hoàng thì có ít thôi. Vị hoàng có một số loại này. Này, bụi của nó nhiều thân thế này cơ mà. Đấy, 220.000 một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Còn đây là Phan Trí đây. Này, những chậu Phan Trí này đang đẻ rất là nhiều mầm này. Và bên đây là kiếm xanh Huế. Đấy, đồng giá loại chậu kiếm to là 220, mua 3 chậu là 660 miễn ship. Đây là những cái dòng kiếm gieo hạt từ bụi cây mẹ. Khỏe khoắn, cứng cáp và rất là đẹp. Bản lá ngắn, lá láng và cũng to. Như
Tiếp đến thì vừa về thêm một cái bổ sung thêm một cái lô hàng đen ru mắt đen, một cái dòng hoa màu hồng cánh sen, bông to, size hoa, độ bền hoa cao với mắt màu đỏ nhung rất là đẹp. Hàng này khi mà nở đồng loạt ấy, nó sẽ rất là rực rỡ các bác nhé, nếu mình biết chăm ạ. Bởi vì đây là một cái dòng hàng dễ chăm, dễ trồng và hàng ươm ki lên. Và hôm nay các bác ơi, nhìn một bụi này, nó là một dòng cực kỳ là nhiều thân. Có những cái bụi to, thân cao, nặng nhé, em phải buộc như thế này. Trồng vào trong chậu là chậu phi 30. Đây là dòng chậu, chậu này chậu phi 30. Và đây là chậu to nhé, chậu nan to. Tại vì đen ru mắt đen nó có rất là nhiều size, nhiều cỡ. Có lúc mà trồng ở trong chậu nhựa đen chỉ là tầm phi 16, 17 thôi, 18 thôi. Chậu này phi 30. Một số cây đang nhú nụ, một số cây thì đang đơm, chuẩn bị đơm hoa. Và một chậu to khủng ngày hôm nay thì em xin phép bán với giá là 330.000. Đấy, lô hôm nay về rẻ đẹp hơn là 330. Những cái lô trước có những lô về là 370 một chậu cơ, nhưng ngày hôm nay là chỉ có 330.000 một chậu. Hàng siêu đẹp các bác nhé. Đảm bảo mua hàng lô đen đúc mắt đen nhà em Nhung thì quá là tuyệt vời. Cái lô hàng mới về, xin phép lô hàng này nhập rẻ hơn một chục, vài chục thì em xin phép bán thấp hơn. Tiếp theo thì em có về thêm một cái mặt hàng rất là mới. Thực ra thì năm ngoái cũng đã bán cái loại hàng này rồi. Và các bác cũng chắc là cũng đã được thưởng thức hoa của dòng hoàng thảo tím Huế rồi. Cái hoa của nó màu tím rất là mộng mơ. Và cái bảng ngày hôm nay ấy, nó xum xòe, nó xòe ra quá là nhiều thân như thế này. Hôm nay toàn cái hàng chọn của nhà vườn thôi các bác ơi. Đấy, cho các bác này xem một cái bảng của nó này. Cực kỳ là nhiều thân các bác nhé. Nhiều thân và rất là nhiều giả hành. Đấy, một cái bảng hoàng thảo tím Huế này hôm nay bụi to cũng với giá con 150. Năm ngoái bụi nhỏ hơn này, chỉ hơn nửa cái này thôi mà cũng đã 150 rồi. Năm nay thì bụi to hơn, cây khỏe hơn, cũng 150.000 nhé. Toàn thân tơ là thân tơ. Cái này khi ra hoa đồng loạt cái hoa của nó rất là đẹp và thơm. Và 150 một bảng như vậy thì rất là rẻ. Và các bác khi mua 3 bảng em miễn phí ship cho các bác nhé. Đấy, mua 3 bảng hoàng thảo tím Huế em miễn phí ship cho các bác này. Cây của nó đang trong thời gian đó, cũng chuẩn bị thắt ngọn và xuống lá rồi. Đây, bụi nhiều thân cho một bảng này về chỉ phải treo lên thôi. Cây ăn chắc và giá thể rồi ạ. Thì em giới thiệu các bác một cái dòng hàng giả hạc hay là phi điệp rất là thơm, mang tên là giả hạc Hawaii. Từ trước đến giờ thì Hawaii vốn dĩ vẫn là một cái dòng hàng mà hoa thơm, khoe sắc rồi. Và Hawaii thì nó có rất là nhiều, hai màu là màu trắng, màu tím. Nhưng đa phần là cái màu tím nó sẽ chiếm ưu thế hơn, màu trắng thì lác đác thôi. Và một bụi này nó cực kỳ là nhiều thân các bác nhá. Chậu nào xum xuê nhiều thân này. Và có những chậu ít thân hơn thì thân nó dài, thường nó thân nó dài hơn. Và hàng này thì em xin phép bán với giá đồng giá các bác nhá. Đồng giá một giò đẹp như vậy chỉ có 150 thôi. Giá ngoài thị trường những chậu mà đang thắt ngọn nụ này người ta bán từ 180 đến hơn 200. Nhưng mà hàng này em chạy số lượng bởi vì hàng nó về nhiều, em treo ở bên vườn đó. Lấy được một cái lô hàng Hawaii giá rẻ từ nhà vườn là bán cho các bác cái mức giá chỉ có 150.000 một chậu. Giả hạc Hawaii. Tiếp đến là những cái chậu đai châu Thái ạ, những đậu chậu đai châu Thái rất là nhiều màu này. Đây sổ ra nhiều màu lắm ạ, màu bò sữa, màu trắng đốm tím, và trong vườn nhà em thì còn rất là nhiều loại khác nhau, màu đỏ đây này. Những cái cây này giá cũ là 170 nhưng ngày hôm nay em bán cho các bác 150.000 một cây thôi ạ. 3 cây em miễn phí ship nhé. 450 3 cây đai châu em miễn phí ship. Nói chung là cái hàng này là bán giá rất là rẻ. Rẻ rồi ạ. Theo thì em vừa về một cái lô hàng, đó chính là giả hạc hồng, giả hạc hoa hồng đỏ ạ. Và thứ hai đó chính là hạc vĩ thiên cung lữ bố. Hoa hồng đỏ đây, cái bông hoa của nó màu hồng đậm và hoa của nó cực kỳ là thơm. Hôm nay nhà em về cái hàng sai chậu và một chậu của nó thì đang rất là nhiều, nhiều thân và cũng có cả cây đang có nụ nhá. Đấy, rất là nhiều cây đang có nụ. Và một chậu sum xuê như này em bán là 120.000 đồng một chậu. Hoa thơm, đẹp và nụ hoa rất là nhiều. Mầm gốc chủ yếu các bác đầu xuân các bác chăm mầm gốc thôi để nó lấy giống. Còn bên đây là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hàng rất là nhiều nụ. Và hạc vĩ thiên cung lữ bố lô đợt này cũng cây của nó rất là cao, nhiều thân và cứng cáp, thắt ngọn hết rồi. Cũng là 120.000 một chậu nhá. 120.000 một chậu. Hôm nay thì bán giảm giá các bác lô bộ hàng mới về. Và khi gửi đi em sẽ ghi tên vào thành chậu để phân biệt cho các bác hai cái loại hàng này. Và bác nào mua 3 chậu bất kỳ bên em sẽ miễn phí ship cho các bác 3 chậu bất kỳ. Dendro tím chớp, đây là cái dòng hàng sưu tầm và bông hoa của nó cánh viền tím chớp, nó như những cái bông chớp Mỹ ạ. Và ngày hôm nay thì chậu của nó về gồm có 2 thân cũng khá là dài.
Một thân thì thắt ngọn, chuẩn bị đâm nụ hoa để dendro này nó sẽ lên các mắt ở đây. Đó. Và thân còn lại thì đang đi ngọn các bác nhá. Trung bình một chậu sẽ trung bình là 2 thân. Và một chậu dendro tím chớp ngày hôm nay em về cái lô hàng mới em sẽ bán giảm giá cho các bác. Giá cũ là 220.000 một chậu, hôm nay thì bên em bán chỉ có 200.000 một chậu thôi. Hàng sưu tầm về các bác có thể sang chậu hoặc là giữ nguyên cũng được. Hàng này là hàng ươm từ ki lên các bác nhá. Riêng hàng này là hàng ươm ki lên. Và hàng này là hàng thuần. Về vì chỉ việc treo lên thôi, 200.000 đồng một chậu tím chớp. Hôm nay có một cái dòng mới đó chính là phi điệp tím Lâm Đồng. Phi điệp tím này là hàng phi điệp tím hàng Lâm Đồng và hàng của nó thân rất là đẹp và hoa siêu thơm. Đó. Hiện tại thì ghép người ta ghép là ghép trên một cái bảng. Thân của nó cũng mập, đang lên mầm gốc và một bảng này. Em xin phép bán với giá là 190.000 đồng một bảng phi điệp tím Lâm Đồng. Đây đang rất là nhiều nụ hoa, mọi người về chỉ việc treo cái này lên trên và bón lại cái phân bón, bởi vì cái bón cái này người ta trồng cũng rất là lâu rồi. Và bây giờ bón thêm thì cây của nó sẽ phát triển những cái mầm gốc cho năm tới. 190.000 đồng một bảng. Tiếp theo là những cái bảng hoàng phi hạc lai với phi điệp các bác nhé. Đây là hàng lai và vặt hoa của nó lai với phi điệp đây, hoa của nó đây. Nó có mắt. Mắt của nó là mắt màu hồng, màu đỏ và có cả mắt họng màu vàng luôn. Đấy, bông hoa vừa sổ ạ. Những cái bảng này khá là nhiều thân. Em bán là 150.000 một bảng. Đây, những cái bảng này đang xuống lá dần để chuẩn bị sưng nụ hoa. Riêng dòng thân thòng là phải xuống lá thì mới sưng nụ hoa các bác nhé. Hàng này là 150.000. Mầm gốc thì bây giờ đang bật rất là nhiều luôn. Đấy, phía mầm gốc này đang bật nhiều. 150.000 một bảng hoàng phi hạc lai với phi điệp. Tiếp đến là những chậu đen tô nắng ạ. Đen tô nắng thì nhà em có phân loại theo từng khu và mỗi cây nó sẽ có một cái màu sắc và có một cái hình dáng khác nhau. Thì tất cả những dòng đen tô nắng này khi các bác mua thì bên em sẽ ghi tên vào thành chậu và chi tiết cho các bác cái mặt hoa đính kèm trên màn hình. Và đen tô nắng gần 40 loại, độ bền hoa thì chơi tầm 2 đến 3 tháng nên là được mọi người rất là yêu thích cái dòng hàng hoa nan này. Và sau đây thì em xin giới thiệu từng loại báo giá chi tiết đến các bác ạ. 4N. Hoa nắng 4N thì màu của nó rất là tươi tắn, màu trắng, tím, đan xen. Và cây nắng 4N lần nào về cũng là một cái lô hàng cây mập, đẹp và cây tơ. Nắng 4N cao bút nhé, giá 70.000. Tiếp nữa là vàng chanh nhé. Hôm nay với về bổ sung vàng chanh và cái số lượng vàng chanh về cực kỳ là nhiều luôn. Cây hôm nay mướt đẹp lắm ạ. Cây nó nhiều thân mà nó mướt lắm. Đây, một cây vàng chanh nhiều thân như thế này. Bụi nào thấp thì nhiều thân, bụi nào cao thì ít thân hơn. Đồng giá chỉ có 70.000 đồng một bụi thôi. Một bụi to 70.000. Thỏ vàng, những cái bông hoa tai thỏ và hoa của nó màu vàng tươi rất là xinh. Hiện tại lô hôm nay thì cây của nó đang nhú đầu nụ rồi. Đang đứng ngọn và chuẩn bị nhú vòi. Đây có cây nhú vòi cao, có cây thì đứng ngọn. Và cây tơ như vậy, một cây thỏ vàng giá là 70.000. Đấy, tùy từng loại, từng cây thì bản chất cây nó sẽ khác nhau. Dendro chớp sao băng, mặt hoa đột biến ạ. Và ngày hôm nay chớp sao băng về cây của nó rất là cao. Một số cây thì đang nhú vòi, nhưng mà tỷ lệ nó rất là ít. Bởi vì riêng bản chất những dòng chớp ấy, khi cây đã trưởng thành thì thường là những cái cây cắt ngồng rồi. Người ta ươm từ ra những từ những cái ki chớp ra. Những hàng này hàng ươm ki nhá. Cây đột biến thường là ươm ki ra. Và cây của nó thì bây giờ các bác về các bác làm giống nhá, cũng có thể nó sẽ lên một vài lần hoa nữa ở những cái mắt nụ chưa sưng. Và một chậu chớp sao băng như vậy em bán với giá là 130.000 đồng một chậu. Hàng đột biến, giá nó sẽ nhỉnh hơn là những cái dòng cây thường kia. Dendro rồng tím ạ. Rồng tím thì đợt này về lô của nó cây rất là to nhá, mà cái thân của nó mập, nó bự lắm ạ. Đấy, nó to, nó mập hơn cả ngón tay cái của em. Và những cái cây này hiện tại thì cũng đang nhú vòi nụ. Một số cây thì nhú cao, một số cây thì hơi nhú nhú vòi. Đó. Và những cái chậu rồng tím, cây mập, cây to, bự như thế này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu nhé. 80.000 một chậu rồng tím, cánh xoắn. Cánh hoa của nó xoắn tít luôn, mà cái hoa của nó rất là đậm đà. Cái này nó mất khuôn bông rồi. Đấy, khuôn bông của nó thì nó đẹp lắm. Hôm nay về một lô hoa hồng đỏ ngập tràn với số lượng rất là nhiều các bác nhé. Đây là bông hoa dendro hoa hồng. Tại sao gọi như vậy? Bởi vì bông hoa của nó giống bông hoa hồng và đây là dòng hoa rất là bền. Hoa hồng đỏ thì là cánh màu đỏ và có họng màu vàng ở giữa. Chậu này lùm lùm, nhiều thân. Chiều cao trung bình tầm một gang tay và rất là nhiều thân trong một chậu nhé. Giá là 70.000. Bên cạnh hoa hồng đỏ thì là dòng hoa hồng blue. Dòng blue thì hoa của nó màu tím hết. Và cũng là dòng bông của nó giống bông hoa hồng. Đấy, blue thì cận thân của nó cao hơn, nó mập hơn và nó ít thân hơn. Thân cao thường nó ít thân, còn thân mập nhiều thân thì nó thấp hơn. Dòng hoa hồng blue cũng 70.000. Tiếp nữa là những chậu da da rất là siêng hoa. Da da thì các bác có thể là trồng trong chậu, mình ghép lên lũa, lên trụ đều đẹp.
Và dòng này thì hoa của nó cực kỳ là siêng. Đấy, bông hoa của Zaza siêng hoa và nở quanh năm. Một chậu Zaza 70.000. Tiếp đến là Dendro Xích Long. Mọi lần thì Dendro Xích Long thì nó chỉ nhỏ bằng cái thân này thôi, nhưng sau một thời gian nghỉ Tết thì cây Xích Long của nó đã phát triển rất là cao như thế này rồi. Và Xích Long ngày hôm nay thì em cũng bán cho mọi người rất là tri ân, một mức giá chỉ có 70.000. Giá Xích Long mỗi năm là cây thấp mà giá 80.000, năm nay chỉ có 70.000 thôi. Bán đầu năm giảm giá cho các bác. Và đồng Xích Long này hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp nhá, 70.000 một chậu. Và ngày hôm nay thì về thêm một cái dòng mới, đó chính là dòng bò sữa. Cái mặt hoa của nó thì rất là giống cái màu kinh công, nhưng màu hoa của màu phấn hồng rất là đẹp. Bụi của nó cực kỳ lùm này, nhiều thân. Đó, người ta thích bởi vì nó nhiều thân. Và hiện tại một số cây đang nhú vòi nụ. Đây, cái vòi nụ đang lên khá là đẹp, 70.000 đồng một chậu bò sữa. Bà liễu xưa hoa thơm, top một trong những cái dòng hàng đen đô nắng khi mình đã chơi thì mình nên sưu tầm đến một vài giò. Và hôm nay thì em có chậu phi 12 và có cả chậu phi 18 nữa. Thì cái này thì nếu các bác thích loại chậu to sẵn thì các bác lấy chậu loại phi 18. Còn đây là chậu phi 12, là dòng thông thường nhất, ai cũng có thể sưu tầm bởi vì giá nó mềm mại. Dòng bà liễu cánh bay hoa thơm, số lượng bao giờ cũng về nhiều hơn so với tất cả những dòng khác. Bà liễu lô đầu xuân như vậy là rất là cao rồi nhé. Chiều cao trung bình tầm gang tay, hơn gang tay một chút. Và cây của nó là dòng cây tơ, rất là đẹp. Và một chậu bà liễu xưa thì em xin phép bán là 80.000 đồng một chậu. Dòng này hàng hot và giá nhập thì bao giờ nó cũng nhỉnh hơn các loại khác kia một chút. Bà liễu xưa hay pen soda xưa. Vừa rồi là chậu bà liễu xưa phi 12, còn đây là chậu phi 18. Hai mức giá khác nhau thì em sẽ so sánh các bác cái chậu phi 12 và chậu phi 18 khác nhau thế nào. Đây, ít nhất là cái chậu của nó này, cái mức size chậu khi nó cây nó to thì người đã chuyển sang cái mức size to hơn. Đây chậu phi 18. Và chậu bà liễu loại phi 18 thì cây cao to hơn. Trung bình tầm 2, ít nhất là tầm 2 thân to, một thân nhỏ. Có chậu thì nhỉnh hơn một chút. Và mỗi chậu bà liễu xưa phi 18 này em bán là 220.000 đồng một chậu nhé. Đó, 220.000 đồng một chậu. Đây cái loại chậu 80 mà em đang bán là loại 220. Số lượng cái loại bà liễu xưa loại 220 cũng chỉ có 30 chậu thôi. Hàng này đầu năm người ta xuất rất là nhiều. 220.000 một chậu. Cánh bay thơm. Dendro thì không chỉ ra hoa ở trên đầu ngọn mà nó còn ra ở các cái nách này nhá. Ngoài bà liễu xưa thì hôm nay thì em có về thêm một lô hàng, đó chính là bà liễu lá tre. Dòng này thì hoa cũng là dòng hoa thơm, với cánh của nó là màu trắng, lưỡi tím. Và đặc biệt hơn là lá của nó là bản lá tre. Tất cả ngày hôm nay là dòng cây tơ các nhé. Dòng bà liễu lá tre cây tơ này giá 70.000 một chậu. Tiếp theo là pen soda xưa nhé, chậu phi 16 ạ. Hôm nay thì em về cái chậu phi 16 với giá cực kỳ là rẻ. Bình thường cái chậu phi 16 bình thường là 240-250. Nhưng ngày hôm nay đầu xuân thì bên em bán cho các bác một chậu này với giá chỉ có 200.000 thôi. 200.000 đồng một chậu pen soda xưa. Chậu nhiều thân thì thân nó thấp, còn nếu mà các bác lấy chậu ít thân này, thân nó cao, nó mập hơn. Đấy, số lượng có hạn nhá. Riêng pen soda hôm nay thì giá cực kỳ là rẻ. Các bác không nhanh tay thì lô sau không có cái hàng này đâu ạ. Tiếp đến là vàng công chúa, bông hoa của nó màu vàng tươi và cánh bầu tròn rất là đẹp. Đặc biệt hơn dòng này thì cây nó cao to, mập khỏe. Đấy, dòng cây vàng công chúa thì cây của nó rất là mập, nó không như những cái cây dendro khác là dòng thân lùn, còn riêng dòng này thì cây rất là cao. Vàng công chúa 70.000, cây cao 70.000. Tiếp đến là dendro hibiki. Dendro hibiki, dòng dendro thuộc dòng mini, rất là siêng hoa và hoa nở những phần đây, hoa nở màu tím rất là đẹp. Dòng này em bán là 120.000 đồng một chậu hibiki nhé. Tím Huế mộng mơ. Nếu ai thích màu tím và yêu sự thủy chung thì cái màu tím Huế này cực kỳ là đẹp. Và cây của nó hôm nay là dòng cây tơ. Đó, tím Huế lần nào về cũng rất là cháy hàng, bởi vì hàng này khi mà đã ra hoa thì hoa của nó sai cực kỳ. Đấy, mà hoa của nó lên liên tục ở những cái thân này. Đấy, những cái mắt này. Giá là 70.000 đồng một chậu tím Huế nhá. Màu hoa đẹp và cây của nó cũng tơ. Bò tím ạ. Cái lô bò tím này rất là xinh này. Bò tím đầu năm cây cao khỏe này. Bò tím 80.000 đồng một chậu. Bò tím bằng với giá bà liễu xưa nhé. Cây của nó mập. Bình thường lô bò tím cây chỉ thấp thấp như thế này thôi, nhưng riêng bò tím lần này thì em lấy nhập cái lô nó nhỉnh hơn một tí thì nó cao, nó khỏe hơn, đẹp hẳn. Ngoài ra thì bò tím em có về thêm một loại chậu phi 18 nhé. Dòng những cái chậu phi 18 là những cái chậu trồng nhiều năm và cây nó to, người ta trồng sang chậu lớn. Cái dòng chậu phi 12 thì nó ít thân, nó chỉ còn có một thân to và một thân nhỏ thôi. Một thân cao, một thân thấp. Nhưng dòng này thì chậu nó nhiều thân hơn.
Và chậu phi 18 này thì chậu nhiều thân thì em bán là 220.000 đồng một chậu nhé. Nói chung là cũng cắt 1-2 lần hồng hoa của những cái thân già, nhưng mà thân tơ của nó ấy, những năm tới này nó lên này, thân rất là cao, nó sẽ còn cao phát triển hơn nữa. 220.000 một chậu bò tím. Vòi dài xiêng hoa. Tiếp đến là đen rô vàng mai, vàng cánh mai nhé. Cây cao to. Đấy, riêng vàng mai thì lô đợt nào về cũng to mập như thế này. Và cây tơ đẹp. Và dòng vàng mai này giá cây cao cũng chỉ 70.000 thôi. Và chậu này thì những cái hàng này hoa của nó thì vòi dài, xiêng. Đây, một số cây đang nhú vòi nụ này. Đấy, cái lô hàng vàng mai đứng xa các bác xem này. Mướt, rất là đẹp, 70.000. Và nếu các bác yêu thích màu vàng nữa thì có thêm một dòng nữa, đó chính là vàng tia. Vàng tia thì sai hoa. Đây, nhú vòi nhú đây. Vàng tia đang chuẩn bị đứng ngọn và nhú vòi nhé. Cây của nó mập lắm. Đấy, vàng tia cũng 70.000. Hoa của nó màu vàng, có một chút tia màu đỏ ở giữa. Đen rô đồng xanh ạ. Hôm nay thì về cái lô hàng xanh mướt này. Đầu năm về lô toàn cây tơ thôi. 70.000 đồng một chậu đồng xanh, rất là mướt. Và loại này thì hoa của nó cánh xoắn nhá. Cánh xoắn bay đẹp, 70.000. Nhớ là mua 10 chậu miễn phí ship ạ. Chớp Enobi. Ở đây là một dòng đen rô mini, nhưng mà thuộc dòng chớp, cánh chớp, cánh viền chớp, đột biến. Đấy ạ, bông hoa sổ của nó này. Dòng này vốn dĩ nếu mà các bác chăm tốt vào bụi to thì nó siêng hoa, rất là siêng. Đấy ạ, một vụ chậu của nó thì nó cũng không nhiều thân đâu. Và thân của nó thì khá là ngắn nhau nhá. Dòng này nó như da da ấy ạ. Chiều cao chỉ tầm một gang tay đổ lại. Và cũng đang lên mầm. Giá một giò chớp Enobi là 90.000. Cây nhỏ nhưng mà giá của nó nhập vào nó cao hơn những dòng khác. Bên cạnh bò tím cánh xoắn thì em có cả cái dòng bò vàng cánh xoắn nhá. Dòng bò vàng lô lần nào về cũng là dòng cây tơ. Đẹp. Đấy ạ, đây là bò vàng này, bụi của nó nhiều thân. Rất là đẹp luôn. Bò vàng 70.000 đồng một chậu, cây tơ. Tiếp theo là banana hoa thơm, hay người ta gọi là chuối thơm. Dòng này thì dòng hoa của nó cánh bay thơm, thân nào cũng đậm mập. Và dòng banana thì rất là siêng nhá. Những cái mắt nụ của nó này rất là nhiều, chỉ cần kích một chút là hoa của nó nở lên rất là đẹp. Tiếp theo là kinh công ạ. Dendro kinh công, hoa của nó màu sắc rất là tuyệt vời. Bụi của nó đây, nhiều thân. Đầu xuân năm nay thì bụi kinh công của nó rất là đẹp. Đấy. Năm ngoái kinh công thì thấp bé, không có mầm, năm nay thì mầm lên rất khỏe. Bông của nó đấy, to. Đấy, bông này của nó rất là to nhé. Có một bông chuẩn bị nở. Kinh công 70.000. Dendro lá biên phát tài ạ. Lá biên lá kẻ phát tài. Đây là dòng chơi thân lá. Và mọi người chơi cái dòng này thì nó biên cả mặt hoa nhé. Lô hôm nay thì chậu của nó khá là nhiều thân. Đây, chậu nào ít thân thì thường thân nó sẽ cao hơn, cao hơn gang. Còn chậu nào nhiều thân thì thường trung bình tầm một gang tay đổ lại. Và giá một chậu đen rô lá biên nhiều thân này em bán là 120.000. Đây, người ta thích là thích cái dòng là biên lá. 120.000 một chậu lá biên phát tài. Tiếp theo là Siret ạ. Một cái mặt hàng em bán siêu chạy hàng. Bởi vì bản chất của dòng Siret, cây của nó rất là cao, to, mập, đẹp. Mà cái vòi hoa của nó lại càng siêng các bác nhá. Một cái màu tím rất là đẹp, vòi dài, siêng hoa. Siret này nhiều khách hàng thì mua từ 3, 4 chậu, 5 chậu để trồng thành một chậu bự. Bởi vì khi mà kết thành một cái tác phẩm thì Siret nó có giá trị cực kỳ là cao. Nhưng mà những cái chậu nhỏ lẻ như vậy thì nhà em bán với giá chỉ có 70.000 thôi. Cây cao cho mọi người ơi, rất là cao và đẹp nhé, cây tơ lắm. Đấy, cây tơ như vậy có 70.000. Nhiều cây thì nó chỉ bằng cái thân thấp này thôi. Ví dụ như cây bà liễu xưa chỉ bằng thân thấp. Nhưng riêng Siret thì cây của nó thì cao, đạt ngàn cao. Nhiều cây đang nhú vòi nụ rồi ạ. Em bán 70.000 một chậu Siret. Về thêm một cái lô dendro vàng lưỡi đỏ này. Đây là một trong những dòng hàng bán cực kỳ là chạy hàng. Bởi vì nó là dòng hoa màu vàng với lưỡi màu đỏ, rất là hài hòa. Đấy ạ, số lượng thân trong một chậu thì nó cũng khá là nhiều thân. Và cây là cây tơ. Và cây là cây tơ. Vàng lưỡi đỏ một bụi như thế này, một chậu như vậy em bán cũng 70.000 nhá. Các bác lấy cây cao thường nó ít thân hơn, nhưng nếu mà lấy cây thấp thấp thì nó tự nhiều thân hơn. Lấy cân đối trong một chậu như thế. Lô hàng về toàn cái thân tơ, cây tơ mướt. Dendro cánh chuồn ạ. Cuối năm vừa rồi cánh chuồn nó chỉ nhỏ bằng cái thân này trở lại thôi. Nhưng mà năm nay thì qua một thời gian nhà vườn người ta chăm sóc thì cây bây giờ nó vừa lên nụ hoa mà cánh chuồn nó cao hơn rất là nhiều. Đấy, cánh chuồn lô hôm nay to đẹp, giá cũng 70.000. Các bác cân đối là tùy từng lô nhé. Có những lô thì cây nhà vườn người ta chăm đạt thì giá cây nó cũng cao to mà giá cũng chỉ như vậy. Còn có những lô nó thấp bé thì muốn lấy cây tơ thì
Nhà vườn đã xuất rồi thì cây của nó nhỏ hơn. Cái cây đợt này to này, 70.000. Hiroshi, một cái dòng hàng với hoa màu tím đậm và cánh viền trắng tạo nên cái nét hài hòa. Và đây là cái bụi của Hiroshi này, thân của nó mập, màu tía, tím đậm. Một bụi Hiroshi nhiều thân như vậy em bán là 70.000 đồng một chậu. Thỏ lai xinh ạ. Đây là dòng thỏ mà dòng thỏ lai và cái mặt hoa của nó thì lai với xinh. Đây là nó là dòng cánh xoắn. Thỏ lai xinh 70.000 một chậu. Cây tơ. Về số lượng cái loại thỏ lai xinh nó cũng không có nhiều. Dendro nắng kinh ba, hoa cánh bay này, màu tím này. Hoa xiêng vòi dài. Ở kinh ba thì bây giờ là cây tơ đang nhú vòi nụ. Một chậu kinh ba tơ mướt như vậy giá 70.000 nhá. 70.000 một chậu Dendro nắng kinh ba. Dendro thỏ hồng quá nhá. Thỏ hồng này, bông hoa của nó là dòng tai thỏ này, cánh nó xoắn này, rất là đẹp đấy ạ. Đây là những cái bông hoa bói của thỏ hồng. Cây của nó lô ở đây cũng khá là cao. Một chậu thỏ hồng như vậy em bán là 70.000 đồng một chậu. 70.000 đồng một chậu thỏ hồng. Hoa đẹp, xiêng. Bun len hoa thơm ạ. Ai yêu thích hoa thơm thì có thể thêm một cái dòng nữa bổ sung vào danh sách, đó chính là cây bun len. Bun len thì chậu của nó cũng khá là nhiều thân. Và đặc biệt hơn là toàn bộ cây bun len này là dòng cây cây tơ mướt đẹp, một cái màu xanh rì này, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cây bun len rất là đẹp luôn, cây đang lên mầm nữa. Và bun len này hoa của nó màu trắng, lưỡi tím, cánh bầu tròn, giá là 70.000 đồng một chậu. Đỏ cánh xoắn ạ. Những cái chậu rồng đỏ với thân của nó rất là nù, mập, cây tơ mướt luôn. Đó, một chậu trung bình tầm khoảng 2, 3, 4 thân. Và chiều cao của nó này, tầm một gang tay các bác nhé. Những cái chậu rồng đỏ hoa màu đỏ đậm, cánh xoắn rất là xinh, giá 70.000. Tiếp đến là ba xanh ba tím ạ. Chưa bao giờ về một cái lô hàng ba xanh ba tím nó cao, nó mập, nó đẹp như thế này các bác ạ. Đấy, đẹp chưa, mướt chưa, quá là xinh luôn. Và đây cái bông hoa của nó đây, ba lưỡi xanh đan xen với ba lưỡi tím, bông to. Đây mới chỉ là hoa bói trên đầu ngọn thôi, chứ hoa của nó còn cần nó còn dài hơn rất là nhiều. Ba xanh ba tím, hoa đậm đà đẹp như thế này mà cây mập, giá cũng 70.000 đồng một chậu các bác nhé. Đồng tiền tím nhá, có cả đồng tiền vàng đổi màu. Ngày hôm nay thì về hai cái loại mặt hàng rất là cháy hàng trong cái thời gian trước đó. Đồng tiền tím, hoa xiêng rất là sai hoa đấy ạ. Chậu của nó này, cây của nó cũng rất là mướt đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, cây mướt lắm ạ. Và mỗi chậu đồng tiền tím này thì em xin phép bán với giá là 70.000 đồng một chậu các bác ạ. 70.000 đồng một chậu đồng tiền tím. Vừa rồi là đồng tiền tím và bên cạnh đây đó chính là đồng tiền vàng nhá. Đồng tiền vàng đổi màu. Loại này thì hoa của nó khi màu mới nở thì nó màu rất là đậm, và khi gần tàn thì nó chuyển sang một cái màu rất là màu phớt vàng, rất là xinh. Đồng tiền vàng đổi màu này thì cây của nó bản lá mít, xinh đẹp, giá là 70.000. Tiếp đến là tím 294 ạ. Những cây tím 294 bông hoa của nó màu đỏ đậm và rất là xiêng hoa các bác nhé. Đây cây của nó này, trung bình tầm 2 thân và rất là tơ mướt. Tím 294 mập khỏe, giá 70.000. Đứng ngọn rồi. Dáng xưa. Cây của nó thân nù mập. Dáng xưa, hoa của nó cánh viền tím màu trắng, rất là xinh, rất là hài hòa. Một chậu dáng xưa giá là 70.000. Nắng ngọc trái đen ạ. Cái lô ngọc trai đen hôm nay về cây mập này, mập cao đẹp, đang nhú vòi nụ. Ngọc trai đen, cái màu hoa của nó màu ngà ngà tím. Bụi to, nhiều thân, giá 70.000. Đây ngọc trai đen này, cây tơ 70.000 một chậu. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ, đây là dòng hàng hoa Dendro đột biến nhá, mặt hoa nhá, ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ. Chậu của nó, cây của nó lô đợt này ai cũng khen là cây rất là cao. Bình thường nó chỉ nhỏ xíu xíu bằng cái thân này thôi. Đấy, riêng bản chất cái dòng vàng lưỡi đỏ nó không cao được hơn nữa. Đây cây nó thắt ngọn chuẩn bị sưng nụ rồi này. Đấy, cũng có chỗ nó nhiều thân. Và vàng lưỡi đỏ hôm nay thì cây đẹp, giá cũng 90.000. Dòng này Dendro đột biến thôi nhá. Chơi sưu tầm với dòng Dendro đột biến ba cánh vàng ba cánh đỏ. Cây nhỏ thôi nhưng mà cho hoa rất là đẹp. Dendro nắng lai ạ. Thực ra dòng nắng lai này á, mặt bông rất giống với bà liễu lai. Bông hoa màu trắng, cánh bầu và với lưỡi của nó màu tím. Và dòng này hoa thơm các bác nhá. Tất cả những dòng nắng lai hội tụ giống như cây bà liễu lai và hoa thơm lắm. Loại này cũng 70.000 đồng một chậu thôi. Cây tơ. Dendro mới hôm nay về đó chính là dòng tím lục bình ạ. Cây này thì tầm cây của nó chỉ tầm một gang tay thôi. Nhưng mà các bác khi đã biết về cái dòng hoa của nó, cánh của nó xoắn và cái vòi hoa của nó siêu dài,
vòi hoa của nó dài hơn, có thể dài hơn cả cây cơ. Đấy, và tất cả những cái thân này đã đứng ngọn này, mắt nụ của nó lên liên tục. Đây, tất cả những mắt nó sưng rất là nhiều. Tím lục bình này, một cây này em bán là 70.000. Đấy, cây cứng cáp khỏe mạnh. Và trên đây là toàn bộ gần 40 loại đen đô nắng nha em vừa cập bến. Nói chung là số lượng thì hàng hóa về liên tục và đa dạng, chuẩn hoa, chuẩn màu cho mọi người. Các bác đặt mặt hàng nào thì inbox cho em. Và nhớ là hoàng nhạn 4N em còn 2 chậu, à 3 chậu. Hoàng nhạn 4N đang giảm giá là 320.000 một cây, giá cũ là 350. Có cây đôi này, cây mẹ con này và cây đơn. Trầm lá biên lá kẻ phát tài, hay người ta gọi là trầm biên vàng. Một chậu một thân từ 35 đến 40 sen, em bán là 100.000 một chậu. Thiên Nga Mihiko, một cái dòng Thiên Nga cực kỳ là mới, độc lạ. Và đây là lần đầu tiên xuất hiện tại shop nhà em. Và một chậu Mihiko này đang lên rất là nhiều mầm, em bán là 150.000 đồng một chậu. Dòng Thiên Nga Mihiko, hàng sưu tầm và dòng này hoa của nó rất là thơm.